Tin cho hay Trung Quốc đã đưa võ khí ra các đảo nhân tạo trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông, một bước tiến thêm nữa sau khi Bắc Kinh ráo riết tiến hành các hoạt động xây dựng lấy đất lấp biển hầu thay đổi nguyên trạng vùng biển giàu tài nguyên này. Báo chí Úc hôm nay dẫn nguồn tin từ các giới chức nước này bày tỏ quan ngại rằng Trung Quốc có thể đưa radar tầm xa, súng phòng không cùng các chuyến bay giám sát thường xuyên để triển khai sức mạnh quân sự của mình trên khắp vùng biển rộng lớn ở Biển Đông. Diễn tiến này xảy ra vài ngày sau khi Bắc Kinh lên tiếng khẳng định các hoạt động của họ ở Biển Đông chỉ là xây cất bình thường như xây dựng đường xá mà thôi, trong khi báo cáo quốc phòng của Trung Quốc mới đây tái khẳng định đường hướng quả quyết hơn của Bắc Kinh trong việc bảo vệ quốc phòng. Việt Nam và các nước có thể làm gì để ứng phó với động thái mới này của Trung Quốc? Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc, nhận định. Họ không muốn làm Bắc Kinh phật ý. Thể hiện rõ ràng nhất là báo chí nhà nước Việt Nam đã giữ im lặng khá lâu mới trưng ra những hình ảnh vệ tinh về hoạt động cải tạo đất đai của Trung Quốc ở Biển Đông. Và báo nhà nước cũng hạn chế các bài chỉ trích chính sách của Trung Quốc. Việt Nam không muốn dính líu trực tiếp vào căng thẳng với Trung Quốc, nhưng một mặt họ muốn khuyến khích Hoa Kỳ can dự. Việt Nam xem ra đang tìm cách vận động Mỹ đóng vai trò chủ động hơn trong vấn đề Biển Đông. Về mặt pháp lý, giáo sư Thier cho rằng các nước cần phải có hành động gây thách thức cho các bước tiến của Trung Quốc ở Biển Đông. Kế hoạch về các cuộc tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải do Mỹ nêu lên là một cách để thách thức Trung Quốc bằng việc cho tàu bè qua lại các vùng biển để khẳng định quyền tự do hàng hải và thực hiện các chuyến bay ngang qua vùng biển mà Trung Quốc không có căn cứ pháp lý nhận đó là không phận quân sự của mình. Trung Quốc hành xử vô trách nhiệm và vô luật lệ, cho nên một trong những cách phản ứng là phải đương đầu với họ bằng các thách thức, cho tàu bè qua lại đó và tìm cách chấm dứt các cuộc tuần tra của họ. Tương tự như đối với vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Trung Quốc ở Đông Bắc Á, phải điều máy bay B-52 bay ngang qua đó để chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng họ không thể thực thi vùng ADIZ ở Biển Đông. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng bình luận hoặc cho biết sẽ ứng phó thế nào trước tin Trung Quốc đưa võ khí ra các đảo nhân tạo do chính họ bồi đắp ở Biển Đông. Trong khi đó, cộng đồng người Việt ở Mỹ ngày 27 tháng 5 vừa khởi xướng chiến dịch thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ của Tổng thống Obama cương quyết bảo vệ luật biển bằng các biện pháp quân sự và ngoại giao trước thái độ gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Thỉnh nguyện thư gửi Tòa Bạch Ốc đang thu thập chữ ký trên trang whitehouse.gov lên án rằng các hành động khiêu khích của Bắc Kinh ở Biển Đông đe dọa an ninh khu vực và thế giới. Thỉnh nguyện thư nhấn mạnh, Mỹ trong vai trò một quốc gia Thái Bình Dương phải bảo vệ các lợi ích quốc gia và quốc tế, phải cho Trung Quốc thấy họ bắt buộc phải ngay lập tức chấm dứt kiểm soát hải phận và không phận ở Biển Đông, ngừng cải tạo đất cũng như thôi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước và tôn trọng luật quốc tế.